Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin của ông Lê Phượng, sinh năm 1938 tại Quảng Ngãi. Từ trong lúc 11 giờ 43 phút ngày 25 tháng 9 năm 2017, nhằm ngày 6 tháng 8 năm Đinh Dậu, hưởng thọ 80 tuổi, chương trình tang lễ nhập quan 17 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2017, nhằm ngày 6 tháng 8 năm Đinh Dậu, lễ đồng quan 16 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2017, nhằm ngày 8 tháng 8 năm Đinh Dậu. Sau đó, linh cữu được di quan đến an táng tại Nghĩa Trang Đất Nhà Quảng Ngãi, tang gia đồng kính báo.